Video ngày hôm nay xin được mang đến cho các bạn một thông điệp đến từ Hội Y học Dự phòng Việt Nam vì mục đích giáo dục cộng đồng. Khi mà nói đến bệnh thủy đậu đấy thì rất là nhiều người sẽ nghĩ đây là một căn bệnh kiểu như là trái gió trở trời và ai cũng sẽ mắc một lần rồi thôi. Thường thì thủy đậu sẽ xuất hiện với các triệu chứng dễ thấy, ví dụ như là sốt này, mụn nước ở trên da, ngứa ngáy khó chịu và bệnh sẽ tự khỏi trong vòng vài ngày. Tuy nhiên thực tế là bệnh thủy đậu có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến các con, ví dụ như là tổn thương nặng ở trên da, trường hợp chăm sóc không đúng cách có thể gây sẹo lồi lõm rất là khó khắc phục về lâu dài. Nghiêm trọng hơn nữa đấy thì một số ít trường hợp có thể xảy ra biến chứng thần kinh như là viêm não này, mất điều hòa tiểu não này, viêm màng não vô khuẩn, hội chứng Ray hoặc là ảnh hưởng đến phổi gây viêm phổi kẽ và viêm phổi thủy đậu. Để chủ động phòng ngừa đấy thì các ba mẹ nên cho con sống trong một môi trường sạch sẽ thông thoáng, giữ vệ sinh thân thể và đồ dùng cá nhân tốt. Đối với em bé Mây đó thì hàng ngày sẽ có ba nơi chính mà mình cố gắng để ý kỹ nhất trong việc giữ vệ sinh. Đầu tiên là nơi mà con bò chơi hàng ngày, nơi cất giữ đồ chơi của con nên lau dọn thường xuyên và tránh để dồn đống tích bụi hoặc là kín khí như thế nào đó gây ẩm mốc á, là rất là nguy hiểm. Hai là lưu ý vệ sinh trong quá trình chế biến và phục vụ con ăn dặm, ăn chín uống sôi này, rửa tay xà phòng trước và sau khi ăn. Và thứ ba, rất là rõ ràng rồi, là quá trình pha sữa cũng như là các dụng cụ cho con ăn sữa nên được giữ vệ sinh cẩn thận. Ngoài ra thì theo khuyến cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ CDC thì cách phòng ngừa thủy đậu hiệu quả là tiêm vaccine ngừa thủy đậu. Một điểm mà các ba mẹ cần phải nhớ là cột mốc từ lúc con tròn 12 tháng tuổi được xem là thời điểm thích hợp để dự phòng thủy đậu cho con. Ở phần mô tả video đấy thì là mình sẽ để một đường link để mọi người có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Chúc các con luôn vui khỏe, tránh được căn bệnh thủy đậu và các ba mẹ hãy luôn luôn nhớ rằng không có lúc nào thích hợp hơn để tặng cho con món quà sức khỏe ý nghĩa này khi mà con tròn 12 tháng tuổi nha. Chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình xin được rủ các bạn cùng với mình chuẩn bị cái ngày sinh nhật 1 tuổi của em Mây cùng với mình nhá. Rất là nhanh đúng không? Em Mây đã sắp tròn 1 tuổi rồi và bây giờ thì chúng mình sẽ cố gắng là chuẩn bị cho em ấy một cái ngày sinh nhật 1 tuổi thật là ý nghĩa, đáng nhớ, mặc dù em ấy sẽ không nhớ gì. Trong cái ngày sinh nhật hôm đó thì sẽ có rất là nhiều thứ vui, hào hứng xảy ra. Thế nhưng mà bây giờ trước tiên thì là chúng mình sẽ chuẩn bị một món quà sinh nhật thật là hoành tráng. Và món quà này sẽ là một chiếc phòng mới cho em ý. Việc đầu tiên mà chúng mình sẽ cần làm là gỡ cái kệ ra. Cái kệ đó thì sẽ mang sang nhà ông bà nội sử dụng. Người thợ người ta sẽ gỡ cái kệ đó ra, trở sang nhà ông bà nội lắp. Sau đấy thì người ta sẽ lấp những cái lỗ mà cái kệ đó nó để lại ở trên sàn gỗ cũng như là ở trên tường. Thế nhưng mà hình như ở trên sàn gỗ là nó sẽ không để lại lỗ, tại vì ở trên sàn gỗ người ta không có bắn cái đinh xuống sàn gỗ mà người ta chỉ đặt cái chân ở đó thôi. Thế cho nên sẽ không để lại lỗ ở trên sàn gỗ này, lấp tường này. Sau đó thì chúng mình sẽ sơn lại cái phòng. Lý do tại sao chúng mình sơn lại phòng là vì có một số cái điều cần phải thay đổi. Đầu tiên là bố trí phòng cũ thì sẽ có những cái hình vẽ mà chú Ben đã vẽ cho Mây đó, các bạn nhớ không? Ngày xưa chú Ben vẽ đó, thì bây giờ cái bố trí phòng mới á, nó sẽ khác cái tỷ lệ của những cái hình vẽ đó. Thế cho nên là bây giờ chúng mình sẽ lấp những cái hình vẽ đó đi. Thứ hai là khi mà mình dán những cái bảng nỉ để ghim các cái tranh vẽ này kia, giấy tờ lên trên đó đó, thì bây giờ chúng mình cũng sẽ gỡ những cái nỉ đó ra. Và khi mà gỡ những cái nỉ đó ra thì là nó sẽ làm hỏng cái lớp sơn ở phía dưới và chúng mình sẽ sơn lại. Thì khi mà chúng mình sơn lại cái mảng mà dán bảng nỉ ấy, thì chúng mình tranh thủ đổi màu luôn. Mình đã có cái bảng màu của bên sơn người ta gửi qua cho mình ở đây, để mình cho các bạn xem cái màu mà mình lựa cho con nè. Màu này được không? Mục tiêu của chúng mình sau khi mà thi công xong là một cái phòng hoàn toàn trống. Chúng mình sẽ trải thảm toàn bộ phòng này và chúng mình sẽ bắt đầu đặt những cái nội thất rời vào trong đó đúng với cái giai đoạn phát triển của con. Cập nhật ngày 1, chúng ta đã chét cái tường xong và đang đợi cái lớp lót nó khô. Bụi như thế này, rèm rất là dơ, có lẽ là làm xong thì phải gọi người tới vệ sinh cái rèm trước khi mà bày đồ đạc vào. Đó. Trong lúc mà đang thi công thì Mây sẽ phải ngủ ở trong phòng làm việc của ba nó, mang cái nôi vào trong đó để cho nó ngủ. Ngày hôm đầu tiên thì là nó la hết, tại vì nó không có quen chỗ, nó lạ chỗ. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì trộm vía có vẻ như là đã êm rồi, chịu khó chút nha con gái. Phần đấu được như anh Huy này, anh Huy ngủ chỗ nào cũng được hết. Đây là cái thẻ màu này, và đây là thành quả cuối cùng. Wow. Chào các bạn. Ngày hôm nay thì những công việc thi công ở trong phòng này đã xong rồi. Sơn đã khô rồi này. Không những thế, rèm đã giặt, đã khô, sạch, thơm. Ghế sofa cũng đã sạch, thơm.
giặt rồi, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, sàn đã lau cho rất là sạch. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ bắt đầu các cái công việc bài trí ở trong phòng này. Sau khi mà làm xong rồi đấy thì là các bạn thấy không, cái phòng cảm giác rộng hơn rất là nhiều so với trước. Thực sự là mình cũng cảm thấy rất là vui khi mà làm cho xong cái phòng này rất là nhanh. Mình cảm giác là mình đã chọn cái màu sơn đúng này, cái bên thợ sơn thì người ta làm việc cũng rất là có tâm. Và cái lên cái tường thì mình cảm thấy rất là ưng, mịn, đẹp. Và cái màu sắc nó ưng ý mình. Thực sự là cũng khá là may mắn, tại vì tìm được những cái người thợ rất là tốt để làm cái phòng này cho mình. Tại vì các bạn biết không, cái việc mà thi công nhà đó, thì khi mà các bạn có cả một căn nhà làm thì sẽ khá là dễ để tìm một cái nhóm thầu thợ. Thế nhưng mà khi mà các bạn làm có chút xíu à, thực ra những cái hạng mục của các cái phòng này, cái phòng này thì nhỏ đúng không, các cái hạng mục chỉ có là gỡ cái kệ này xong rồi vá cái sàn một chút, vá cái tường một chút, sơn một chút cái tường, thì thực ra là không có nhiều bên người ta nhận làm đâu. Các cái bên thầu thợ người ta sẽ khá là ngại những cái công việc nhỏ nhỏ như vậy. Thế nhưng mà để mà mình tìm được một bên làm nhanh, có tâm, tốt cho mình cảm thấy khá là may mắn. Mình cảm thấy là món quà sinh nhật dành cho công chúa, ai đó, ai cũng biết là ai đó, của chúng mình bước đầu thành công tốt đẹp. Ngày hôm nay thì chúng mình đã chuẩn bị, phòng thì đã sẵn sàng rồi, sạch sẽ rồi, vệ sinh rồi, đồ đạc chúng mình đã chuẩn bị rồi. Và hôm nay chúng mình sẽ bắt đầu cái quá trình trang trí. Tại vì ngày mai là chúng mình tổ chức rồi, cho nên là ngày hôm nay là chúng mình phải xong. Mình nghĩ là cũng nhanh thôi, sẽ không lâu đâu. Bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu với cái việc là trải thảm nhé. Đằng sau lưng chúng mình là hòm hòm trước phòng, chưa có hoàn chỉnh 100%, sẽ bài trí lại một chút cùng với sự trợ giúp của một số người bạn có khiếu thẩm mỹ hơn và có chuyên môn hơn về nội thất ngày mai. Thế nhưng mà đây, hòm hòm là những cái thứ mà chúng mình sẽ có trong phòng đơn giản như thế này thôi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một phòng nhé. Bước vào phòng ở đây thì chúng mình sẽ có một cái cửa chắn trẻ em ở đây. Đây là cái chỗ để mây nó không bò ra ngoài đó. Ở phía ngoài thì có cái tủ quần áo ở đây, ở trên này bừa quá, xíu nữa mình dọn nốt một thể tủ quần áo ở đây phía ngoài thì tiện mình lấy ra lấy vào đó. Thế nhưng mà vào đây thì cũng có một cái giá treo quần áo gọi là tượng trưng ở đây thôi. Nó thấp thấp như thế này để mây một lớn một tí nữa thì là mây có thể tự với và tự lấy quần áo. Ghế nhỏ này, một cái thảm xinh xinh này, giá sách này, tủ đựng đồ này, đồ chơi này, một bộ chống đàn. Mình không biết là mình mua cái này, cái lúc mà mình mua cái này thì mình thấy dễ thương lắm. Thế nhưng mà mình không biết là một thời gian nữa thì mình có hối hận với cái quyết định này của mình hay không. Chúng mình sẽ xem nhá. Sang đến bên này thì chúng mình có cái sofa. Sofa này thì sẽ ở cái vị trí mà về sau khi mà mây nó đủ lớn rồi thì là mình sẽ đặt giường vào đây đấy. Bây giờ thì mây nó chưa ngủ được giường, tại vì nó vẫn còn hay lăn xuống đất. Thế cho nên là cái sofa vẫn để ở đây. Và bây giờ thì mây nó đang, tại vì mình đang setup phòng này mà, cho nên là mây nó đang ngủ dưới phòng 3 nó, thì là cái cũi ở dưới đó. Cái nôi thì ngày mai thì sẽ bưng lên đây để ở đây này, đó. Thì mây nó vẫn ngủ ở trong cái phòng này, ở trong cái nôi của em ấy. Chỉ là về sau thì nó sẽ là cái giường khi mà mây nó đủ lớn. Ở bên này chúng mình có một cái ô tô đồ chơi, có một cái ván như thế này để kiểu bập bênh, cái lúc mà không muốn bập bênh thì là có thể gỡ cái ván này ra và cái xe này nó có thể đi bình thường, đó. Nói chung thì mình cũng là tấm chiếu mới mà, nuôi con lần đầu mà, thì cũng không phải là có quá nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng mà khi mà làm cái phòng này cho con ấy thì có một vài cái tiêu chí thôi thì mình chia sẻ với các bạn, có thể là các bạn cũng có thể tham khảo. Một là những cái đồ nội thất này thì là mình cố gắng chọn cái đồ mà bằng nhựa mà nó rỗng đấy, tức là nó kiểu như là hơi nhẹ nhẹ thôi, để nếu mà có kiểu cục đầu vào thì nó cũng không quá đau, giống như là nội thất gỗ. Nội thất gỗ thì sẽ cục đầu vào thì sẽ khá là đau đấy. Mà em bé Mây nói thật, trộm vía cũng là một em bé hơi hậu đậu một chút,
hay té hay gục đầu, thế cho nên là mình lựa chọn những cái đồ nội thất này cho nó nhẹ nhẹ thôi, cho nó cục đầu vào thì cũng không phải là đau lắm đấy. Mình cố gắng là giảm nhẹ lại những cái nguy cơ cục đầu ở trong phòng này. Đấy là cái tiêu chí thứ nhất. Cái tiêu chí thứ hai là những cái đồ đó thì là mình cố gắng làm ở cái độ cao mà nó thấp thấp như thế này để em bé có thể với được. Thì cái nói chung cái tinh thần đấy, nói chung là những cái đồ thì em bé có thể sử dụng và em bé có thể cảm thấy rằng là đây là phòng mình, đây là đồ của mình, đây là những cái gì mà mình phải sử dụng, mình phải quyết định, mình phải lựa chọn và mình phải bảo quản, mình phải dọn dẹp. Đó thì đó là cái điều mà mình muốn xây dựng cho em bé. Khi mà em bé có một cái phòng riêng là em bé phải với được mọi thứ và em bé phải biết tự sử dụng, tự bảo quản. Thì nếu mà cái cao quá thì em bé không có với được đấy. Và yếu tố thứ ba là kể từ giờ thì trong cái phòng này sẽ không có gắn cứng cái gì cả, ít nhất là cho đến khi mà con nó kiểu như là lớn ngồng, lớn hẳn lên rồi, ở những cái độ nội thất kiểu như là người lớn rồi đấy thì là không nói chuyện làm gì. Thế nhưng mà từ giờ đến cái lúc đó thì là con sẽ ở những cái với những cái nội thất đổ rời như thế này thôi, để đến khi mà con lớn lên có những cái giai đoạn phát triển khác thì chúng mình sẽ có thể đổi những cái món nội thất này cho nó tương ứng với cái giai đoạn phát triển của con đấy. Mình có ba cái tiêu chí như thế thôi. Nói chung là mình cũng cảm thấy khá là ưng ý với cái phòng mới của con, cảm giác rất là rộng và rất là an toàn để con có thể chơi. Bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp nốt những cái thứ linh tinh còn lại nhỏ thôi và chúng mình sẽ nghỉ ngơi để ngày mai chúng mình sẽ bắt đầu một cái ngày sinh nhật với rất là nhiều những cái tiết mục đặc biệt dành cho May nhé. Good morning các cô chú. Công chúa thì bây giờ đang ngủ giấc đầu tiên ở trong ngày. Sáng công chúa dậy hơi sớm, sáng công chúa dậy 6 giờ sáng hả? 5 giờ 45 công chúa đã dậy rồi. Chắc là ngày hôm nay thì công chúa cũng kiểu cũng biết là ngày hôm nay tổ chức sinh nhật đây là gì đấy, cảm thấy nôn nóng hả? Háo hức không thể chờ hả? 5 rưỡi 6 giờ dậy xong rồi khóc nhè. Xong ba má thì vật vờ. Xong rồi bây giờ thì công chúa đã đi ngủ giấc một rồi. Bây giờ chúng mình sẽ có cái thời gian để sửa soạn, xong rồi chuẩn bị tất cả mọi thứ. Chương trình của ngày hôm nay mình quên chưa kể với các bạn. Để từ từ ngồi xuống cái đã. Mình ăn cơm nguội còn từ ngày hôm qua. Bình thường mình đi thôi nôi các em bé đấy thì mình sẽ đến một cái bữa tiệc dạng gần giống như là ở một cái venue như kiểu là tiệc đám cưới vậy đó. Tức là vào rồi có backdrop này, có cái bàn trưng bày các thứ, thế xong rồi mình sẽ vào một cái khán phòng mà có những cái bàn để ngồi ăn, các khách mời ngồi ăn này, xong rồi sẽ có sân khấu này, xong rồi cái chương trình nó gần giống như là một cái đám cưới vậy đó. Cái kiểu như là cái hình thức nó hơi giống, tất nhiên là cái format thì nó phải khác. Thế nhưng mà mình thì mình thấy là trong những cái bữa tiệc đó thì thường là có hai vấn đề. Một là nếu mà tổ chức buổi tối đấy thì sẽ hơi muộn một chút và có thể sẽ cấn vào cái giờ ngủ đêm của con. Vấn đề thứ hai là thường là trẻ con nó phải ở cái bữa tiệc đó hơi lâu quá so sánh với một khoảng thời gian chơi của con. Thế cho nên là thường là ở những cái bữa tiệc đó thì mấy đứa trẻ con nó hay bị kiểu chán và hơi bị khóc. Thế cho nên là đến khi mà tổ chức sinh nhật con thì mình cũng suy nghĩ là bây giờ mình sẽ làm cái kiểu gì và mình muốn là làm một cái gì đó để cho con nó vui. Thế cho nên là mình mong muốn là tổ chức, một cái gọi là tổ chức. Thế nhưng mà chẳng qua là ngày hôm nay là cái ngày mà ba mẹ làm tất cả mọi thứ dành riêng cho em ý. Sáng thì là em sẽ dậy. Ok, sáng em dậy thì em khóc một chút. Bây giờ em đi ngủ rồi, tại vì sáng dậy sớm quá, hơi cáu. Thế nhưng mà bây giờ thì em mới dậy này, chúng mình sẽ làm một cái buổi photoshoot nhỏ nhỏ ngay tại nhà thôi, đúng không? Tức là một cái chụp hình, một cái buổi chụp hình kỷ niệm em một tuổi đấy. Sau đó thì chúng mình sẽ ăn trưa và bữa này thì mình sẽ có một cái bữa ăn rất là đặc biệt dành cho May, tại vì cái món mà em ấy thích nhất, một trong những cái món mà em ấy thích nhất là món tôm hùm đó. Nhà mình thì có một đầu bếp hải sản khá là lành nghề, thế cho nên là ngày hôm nay đầu bếp hải sản sẽ trổ tài để biểu diễn, không phải để biểu diễn, để phục vụ em ấy một bữa ăn mà em ấy rất là yêu thích. Sau đó thì chúng mình sẽ có một buổi pool party, tiệc hồ bơi. Nhà mình thì có cái hồ phao bơi bơm lên không, thì là mình sẽ bơm lên và chúng mình sẽ mời hai người bạn gần tuổi nhất với May. Trong số bạn bè của tụi mình đó thì là có hai người sinh rất là gần với mình, một người thì trước mình khoảng 2 tuần và một người sau mình khoảng 2 tuần. Thế cho nên là May sẽ rủ các bạn đó đến chơi. Có những bạn mà hơi lớn một xíu hả thì không có mời, tại vì các bạn lớn một xíu thì các bạn sẽ không thèm chơi.
Thế cho nên là ngày hôm nay thì chỉ mời những cái bạn ngang tuổi mây thôi, và những bạn ngang tuổi mây thì chỉ có hai bạn mà thôi. Và một bạn đang nói là đang hơi sổ mũi nên không biết là có qua hay không, sợ lây nhau đấy. Thì không biết là ngày hôm nay sẽ có hai bạn hay là một bạn đến chơi sinh nhật cùng với mây. Thế nhưng mà đấy, dàn khách mời của mây là chỉ có nhiều đó bạn thôi, để cho nó ngang tuổi, để cho chơi. Sau đó thì là ba mẹ sẽ tặng cho mây món quà là chiếc phòng mới. Đấy, ngày hôm qua thì cũng có, chưa hẳn là công bố tặng cho em, thế nhưng mà cũng kiểu cho vào chơi một chút xíu rồi, tại vì mà không có nhịn. Lúc đấy chưa hoàn thiện. Và đó là cái chương trình của tụi mình ngày hôm nay, ý định của tụi mình ngày hôm nay là vậy. Và tụi mình cũng muốn bắt đầu một cái truyền thống sinh nhật mới. Tức là tụi mình muốn chọn một cái góc ở trong nhà để tụi mình có thể cho con đứng như vậy. Xong rồi vạch cái đường chiều cao của con đấy. Thì là mỗi năm sinh nhật ấy, tụi mình sẽ đến đúng cái góc tường đó, vạch cái chiều cao của con ở tại cái góc tường đó, và có thể là chụp lại một tấm hình Polaroid con đứng ở cái góc tường đó mỗi năm sinh nhật. Thì là tụi mình sẽ có những cái vạch đo chiều cao mới, và tụi mình cũng muốn cái đó nó trở thành truyền thống sinh nhật hàng năm. Và cái góc nhà đó tụi mình sẽ không bao giờ sơn đè lên, tụi mình sẽ không bao giờ sửa lại, và tụi mình sẽ luôn luôn giữ ở đấy như là một cái kỷ niệm ở đấy. Đấy là cái kế hoạch của tụi mình ngày hôm nay. Anh đang tính xem là góc tường nào. Trong nhà mình thì cái tường chỗ này là khoảng 5-6 mét, không biết có đủ không? Ủa chung. Bánh dâu cho bọn trẻ con ăn nè. À, mày ngủ dậy rồi. Happy birthday to you. Chẳng sao. Đã có bạn Miu đến chơi. Đây là khách mời đầu tiên và cũng là duy nhất của ngày hôm nay. Bạn Nim sổ mũi mất rồi. Bạn Miu không sao. Bây giờ chúng mình sẽ mời đoàn đại biểu đi lên xem tham quan phòng mới của Mây nha. Rồi, xin mời mọi người vào trong. Đây là chiếc phòng mới của Mây. Wow. Bác Ben và mẹ đã chọn cái màu sơn này. Miu sửa, Miu đi tắm thịt. Thôi bạn Miu chơi game đi, bạn Miu chơi game đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Rồi, chúng mình vào nào. Đến giờ bơi rồi. Happy birthday. Happy birthday. Nào thổi bóng bóng nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ok ok, đến giờ ngủ của cả hai đứa rồi. Ok ok ok, giải tán. Đúng nghịch vãi đùa. Đúng lắm. Đúng như một cái đồng hồ luôn. Đây, đây là chiếc nôi chúng mình đã bưng lên trên này rồi. Đấy, set nguyên ở đây. Vào đây nằm ngủ thôi. Tạm biệt con nhá, mẹ tạm biệt con nhá. Giải tán. Bây giờ trẻ con ngủ rồi, chúng mình mới bắt đầu đổ bánh xèo nha. Đổ bánh áp chảo nha các bạn. Bánh dâu nha. Oh, but then it's Halloween time. So like it must be a theme. No, not my time. Oh, Miu dậy rồi à.
mùi phan khách cả. Đợi một tí nha, bác làm phan khách sắp xong rồi này. Bạn Mây chưa dậy rồi, thôi bạn Mây dậy ăn sau vậy. Bác mời con. Con chọn đi. Bác mời con nhé. Chọn miếng đi. Con cảm ơn bác ạ. Mam mam. Đồng ý nhé, đồng ý. Duyệt. Đồng ý, nhanh nhìn. Rồi. Hai, công chúa đã dậy rồi. Xin chào nha. Bạn Miu đây này, bạn Miu vừa mới ăn một cái bánh này này. Mẹ mời con ngồi đây ăn bánh nhá. À thôi, từ từ uống sữa đã. Ăn đi con. Mời Miu nha. Mời Miu ăn bánh dâu nào. Mời nào, giật cả cái đĩa. Cá không? Cá bỏ tặng cá. Đúng rồi. Đấy, chả. Chả ngoan quá. Ừ, ngoan quá. Mời nhìn bạn ăn này. Ừ, nhìn nhau kiểu ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon ạ, ngon. Bỏ ngoài chế mà. Đây, đây là của con. Nha. Cảm ơn bác Ben đã tới. Tạm biệt. Bye bye. Tạm biệt. Bye bác Ben kìa. Nào, các bạn có muốn đi chơi không nào? Chơi đi. Đi chơi nha, đồng ý nha. Chiều rồi chúng mình đi chơi thôi. Miu đi không? Hay Miu ở nhà nhá? Hay mọi người đi cùng Miu ở nhà? Mây đi cùng Miu ở nhà. Cho nhé. Cho nhé. Cho bác thì bác cho đi. Con cho bác nào. Cho bác thì bác cho đi nào. Cảm ơn nhá. Tỏ thái độ à? Đi nào. Ok, rồi bác cho đi. Đây đồ chơi của con này. Ở đây bạn này cũng đang chơi sâm sập. Hoàng không được đi bộ nữa rồi. Hoàng đi bộ. Mua một cái xe này nhưng mà có chỗ ở dưới cho Hoàng. Đã hết ngày rồi. Con chào bạn Mây. Tạm biệt bạn Mây nha. Chúc mọi người sinh nhật vui vẻ nhé. Tạm biệt. Làm ngày hôm nay thì thực ra là cũng chẳng mong gì hơn ngoài việc là con nó sẽ vui vẻ, và mặc dù chắc chắn là con nó sẽ Mây sẽ không nhớ gì đâu. Thế nhưng mà hy vọng là mẹ ghi lại cái video này thì về sau thì Mây cũng có thể xem lại và đã có thể biết được là ngày sinh nhật của con là đã như vậy. Và cũng mong là khi mà cô chú xem cái video này thì với những cô chú mà đang suy nghĩ xem là không biết nên tổ chức sinh nhật cho con như nào thì cũng đã có một vài cái ý tưởng. Đấy, cung cấp ý tưởng, gợi ý. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi vệ sinh cá nhân. Và sau đấy thì là chúng mình sẽ đi ngủ đến giờ ngủ của mình rồi. Con xin cảm ơn tất cả các cô chú đã dành thời gian đến dự sinh nhật của con ngày hôm nay. Và xin tạm biệt tất cả các cô chú nha. Tạm biệt đi con. Tạm biệt. Tạm biệt đi mày. Tạm biệt. Tạm biệt. Con đã 1 tuổi rồi.